ti. Nhưng hôm nay mình chế biến không theo kiểu Hàn Quốc mà là theo kiểu Việt Nam của mình. Đây, nguyên liệu gồm có như sau. Mình sẽ dùng chả cá và xúc xích. Ngò thì mình sẽ dùng để trang trí cho đẹp, cùng với lại tôm. Tôm tươi mình đã bằm một củ hành tím và cho vào tôm đây một ít, còn lại một ít mình để riêng. Ướp vào tôm hành tím, bột niêm và một tí xíu tiêu nha các bạn. Ngoài ra còn có một quả trứng gà, và không thể thiếu đó là sốt cà chua. Mình sử dụng một hũ nhỏ này thôi. Một hũ này khoảng 80g nè các bạn. Và đây là nước dùng của xương gà đó các bạn. Hôm vừa rồi là mình có nấu gà và để lại một ít để làm bánh gạo. Bịch bánh gạo này khoảng 1 kg và mình sẽ sử dụng khoảng nửa ký thôi, nửa bịch thôi nha các bạn, với cái nguyên liệu này. Và mình giới thiệu là bánh gạo theo kiểu Việt Nam của mình nó là không ngán. Cái kiểu không ngán nó rất là đơn giản. Tại sao? Tại vì mình sử dụng rau. Đây các bạn thấy dĩa rau rất là, vỗ rau này nè, rất là hấp dẫn đúng không ạ? Tại vì mình rửa rồi nên mình sợ nước á, nên mình lấy một cái thau mình hứng để cho không bị chảy nước ra ngoài. Các bạn thấy rau hấp dẫn không? Gồm có những loại như sau ha. Đây là cà rốt, bắp cải trắng, đậu đũa nhà trồng, cùng với lại hành lá. Hành lá này để làm cho màu sắc thêm rực rỡ sặc sỡ hơn. Nó là có màu xanh rất là nổi bật luôn. Các bạn thấy rất là hấp dẫn đúng không? Bây giờ các bạn cùng vào bếp với mình để thực hiện nha. Lúc này mình sẽ bắt chảo lên bếp và chờ chảo nóng. Mình sẽ cho dầu vào để xào tôm cho chín. Mình sẽ cho một muỗng canh dầu ăn vào. Đây là phần tôm nè, lúc nãy mình có bỏ hành tím, tiêu và một ít bột niêm vào. Bây giờ mình sẽ bỏ cái phần hành tím lúc nãy đây vào trong chảo. Khi hành đã thơm rồi, mình sẽ trút cái phần tôm vào và mình tiếp tục xào.
Đây, tôm đã săn lại nè các bạn ơi. Mình lột tôm, mình để lại cái phần đuôi cho phần tôm đẹp hơn ha. Cắt phần chỉ tôm mình bỏ ra. Mình xào như thế này được rồi đó các bạn. Và mình trút ngược lại ra tô nha. Còn cái phần trong chảo như thế này, mình sẽ đổ cái phần cà chua vào nha. Đây là cái cà chua đây. Sốt cà chua này giúp cho cái màu của bánh gạo đẹp hơn, màu đỏ đỏ. Mình xào lên. Mình xào lên nha. Tiếp theo mình sẽ đổ cái phần nước gà nè, nước hầm xương nè vào. Mình sẽ cho phần bánh gạo vào nha. Đây, bánh gạo mình đã cho hơn nửa bịch vào trong cái chảo nước gà như thế này và chờ nấu sôi lên nha. Lúc này chảo bánh gạo đã sôi rồi nè các bạn ơi. Đây, các bạn thấy bánh gạo bắt đầu đã mềm ra nè. Và nở ra hơn so với lúc nãy đúng không ạ? Đây, bột bắt đầu nở ra nè và mềm. Mình sẽ nêm vào đây bột nêm cùng với lại một muỗng cà phê nước tương và một ít muối nha. Mình sẽ cho vào đây một ít nước tương. Này mình sẽ dặn bớt lửa lại. Một muỗng cà phê hạt nêm. Một tí xíu muối. Cùng với lại một muỗng cà phê đường. Mình sẽ trộn đều vào cho bánh gạo thấm vào các gia vị. Lúc này mình sẽ cho cái phần rau củ vào nha. Cái mùi nước tôm, nước tương á các bạn, xông lên thơm lắm. Đây phần rau củ. Thank you.
mình cho hết tất cả phần rau củ gồm có cà rốt nè, hành lá nè, đậu đũa cùng với lại bắp cải vào trong cái chảo bánh gạo. Mình sẽ dùng đũa để xăm sắc lên thôi. Mấy loại rau củ này cũng là rất là dễ chín, ăn sống cũng được. Mình nấu không cần chín quá, tại vì như vậy sẽ không ngon. Mình ép cái phần mấy loại rau nè xuống cái chảo bánh gạo đi, cho thấm. Có cái phần nước thì nó sẽ mau chín hơn. Đây, chảo bánh gạo mới có 2/3 thôi nha các bạn ơi. Còn tôm và chả cá xúc xích nữa mình chưa bỏ vào. Bây giờ mình sẽ bỏ vào luôn nha. Đây phần tôm lúc nãy nè, mình sẽ bỏ vào. Tiếp theo là chả cá. Và xúc xích đây. Đây, chảo bánh gạo của mình nè các bạn ơi. Còn một nguyên liệu nữa mình chưa bỏ vào đó nha, đó là quả trứng gà. Mình quay như thế này cho các bạn cũng thấy rất là hấp dẫn nè, đang sôi lên sùng sục. Tất cả nguyên liệu đều đã chín hết rồi đó à. Và đây là quả trứng gà ha, mình sẽ đặt vào một bên thôi. Phần đó mình một tí mình sẽ múc ra. Đó. Nè các bạn thấy cái chảo hấp dẫn không? Rất là màu sắc rất là sặc sỡ luôn đó. Đó. Đang sôi lên, mình để lửa nhỏ thôi. Cho phần chín phần trái trứng gà đó chín tí là bắt đầu mình tắt được rồi. Mình dùng nước
lên cái phần chín cái trứng nè cho nó dễ chín hơn, tại vì cái lớp dày quá sợ không có chín nổi cái phần lòng đỏ trứng gà này. Mình sẽ rắc vào đây một ít ngò cho đẹp nha. Và cho vào đây thêm một ít một muỗng là mè trắng. Mè trắng nó đẹp hơn mè đen. Rồi, mình tắt bếp thôi các bạn ơi. Đó, tắt bếp mà vẫn còn sôi nè. Rồi, mời các bạn cùng mình ra ngoài thưởng thức nha. Bây giờ cũng ở vị trí này nha. Tại vì ở nhà mình cái vị trí này là đẹp nhất. Cây mai huyền thoại. Đây, có bạn nói đây là cây mai huyền thoại. Cứ mỗi lần live stream hay là hướng dẫn nấu ăn gì đó thì cũng... cũng ngay cái chỗ này đây, bông mai này các bạn, vẫn còn không khí Tết lắm nha, rất là đẹp. Là cây tắc, mình giới thiệu luôn cây tắc nhà mình. Vị trí này rất là đẹp luôn. Và đây là tác phẩm của mình đây, bánh gạo Hàn Quốc mà kiểu Việt Nam. Cái lớp cái trứng đã bị cái mè che hết rồi. Rất là hấp dẫn nha. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Bây giờ mình sẽ vào chỗ nè các bạn ơi. Ây da. Nãy giờ cứ trong bếp, bây giờ ra được mát quá. Đây món bánh gạo đây. Cái chảo rất là khổng lồ. Bắt đầu sao ta? Giờ mình múc ra nha. Rồi khói nè, bốc khói lên luôn. Các bạn phân biệt cái nào bánh gạo, cái nào là củ cái bắp cải trắng không? Hai màu rất là giống nhau nè. Lắm đây, cái bánh này mà ăn cũng phải chờ nguội nguội một tí chứ mà nóng quá là hơi phỏng miệng thiệt á. Ấy cái phần trứng nè. Chắc phải chụp hình.
các bạn thưởng thức cùng mình nha. Mình sẽ chế thêm vào đây một ít nước. Một miếng nước. Nãy giờ trong bếp nóng quá. Bây giờ ra đây thưởng thức. Mềm, gia vị rất là vừa ăn. Ấm quá. Đây là đậu đũa nha. Cái phần này là trứng nè, trứng lòng đào nè. Để lên rồi. Để dính cái phần bắp cải. Đây. Dính bắp cải rồi. Đây là các bạn. Bỏ bắp con tôm ra đi, chứ tại có cái vỏ tôm. Đây, cái trứng mà nó bị bể nè, còn bốc khói luôn. Nóng lâu, từ nãy giờ 5-10 phút rồi đó. Nóng lâu rồi. Uống miếng nước vô đã. Cái nước bánh gạo, tại vì cái màu nó không có đỏ đậm, tại vì mình bởi vậy nó thấy, quên là thế nào để vào lấy miếng ớt, bởi vậy thấy đỏ đậm nhớ đến ớt, thiếu sót quá. Các bạn chờ mình tí xíu nha. Đây, vào lại vị trí. Tương ớt. Trời, thiếu sót quá. Đây, phải bỏ lên như thế này. Đó. Mới có 1/5 quãng đường à. Nên thành ra còn kịp. Đây các bạn, nhìn nè. Rất là hấp dẫn đúng không? Đúng là mau quên thiệt luôn á. Bởi vậy thấy nó thiếu thiếu cái gì. Đang suy nghĩ để mà nói ra thì màu đỏ mới nhớ đến tương ớt. Thật sự luôn đó. Giờ mình sẽ trộn lên nè. Nhưng như đó mà cũng quên nữa. Thiệt là mình trộn lên nha.
sau còn nhớ kịp. Bởi vậy đây ăn lại nè. Đúng rồi, có vị tương ớt là khác hẳn luôn. Nó nghe ngon khác hẳn luôn. À, xúc xích mini. Đây là món xúc xích với bánh gạo, các bạn thấy ngăn ngửa nhau nè. Hai cái nó đều đều nhau, tại mình lựa cái xúc xích này mình cho các bạn thấy cho dễ nè, hai loại luôn. Rất là đều nhau luôn. Trước là mình không có biết là cái đậu đũa này người ta ăn sống theo kiểu mấy cái gỏi của người Thái Lan á các bạn, mình mới thấy là ăn sống. Chứ đó giờ mình xào lúc nào cũng xào hơi chín. Ăn sống ngon giòn. Ngon các bạn. Đúng là có vị tương ớt là ngon hẳn luôn á. Đầu hành lá. Cái đầu hành lá này các bạn. Rất là thơm. Đây, cái đầu của cái hành lá thơm lắm. Mình sẽ xắt chung với lại cái bánh gạo đi nha. Nhưng mà mình ăn kèm với lại các loại rau này thì chắc không ngán nhiều đâu. Nếu mà ăn mà không có rau thì chắc ngán nhiều á. Tại vì nó dạng bột mà, nên thành ra phải kèm với rau nhiều loại khác nhau, nó đỡ ngán và ngon hơn. Cho miếng tương ớt vô là cái màu nó đã đỏ hơn một tí nè. Chả cá. Món bánh gạo này ăn là no rất là lâu luôn á, tại vì bột.
cái đuôi ra. Mình cũng không có dám thử thách với dạng ăn hết cái chảo bánh gạo này đâu các bạn ơi. Mình ăn cái dĩa như thế này mà so với cái chảo là mình thấy ứ ngự rồi đó. Thật sự rất là non. Nhờ có rau củ á, mình không có ngán đâu. Mình ngồi đây. Mình quên cắm quạt đi, thành ra mồ hôi nó ra nóng luôn á. Mà gặp thêm ăn cái bánh gạo này nó nóng nữa. Sạch dĩa luôn. Nãy giờ ăn cũng được mấy con tôm. 1, 2, 3, 4, 5 con tôm. Mấy cái xúc xích ta, hình như là 3 cái xúc xích. Chả cá hình như cũng 5 cái cục chả cá. Bánh gạo thì chắc cũng mấy mà cũng là dĩa, dĩa to nha. Nhìn nhỏ vậy chứ rất là nhiều luôn. Giờ phải uống tráng miệng ra. Mới nãy lúc nãy là một ly nước đây. No nê luôn đó các bạn. Cũng may là nhớ. Bánh gạo mà không có tương ớt là không ngon thiệt sự luôn á. Ăn khúc sau mà có cái tương ớt này khác hẳn một trời một vực luôn. Rất là ngon. Thôi cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo nha. Chúc các bạn ngày mới thật là nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại nha.